Xin kính chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trong một cái khu rừng nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ vào rừng để làm một cái clip sinh tồn. Hồi nãy giờ thì mình đã đeo lượt một đoạn từ phía dưới chân núi lên tới trên đây rồi. Ở trên đây thì là một cái khu rừng hoang sơ nha. Ở đây có vỏ ốc, ốc núi nè mọi người. Nhưng mà mùa này thì mùa khô, mấy con ốc này khó tìm đó. Nó chui nó rút đâu trong chẹt đá hết, nó không có bò ra kiếm ăn đâu. Ở trong cái khu rừng này thì mình đã có từng vào đây để làm một cái nhà bằng tre. Bây giờ thì mình vào thăm lại cái chỗ này, xem cái ngôi nhà chỗ đó nó có còn kiên cố, có còn ở được hay không nha. Thì mình sẽ sử dụng cái nhà đó để tiếp tục sinh tồn ở đây. Bây giờ mình sẽ đi tới cái căn nhà tre mà đợt trước mình đã làm. Tới rồi. Wow, hoang tàn đổ nát rồi. Lâu quá không có vào thăm nó mọi người. Bây giờ thì mình thấy nó dường như đã bị hỏng, bị sập gần hết rồi. Như còn cái sàn còn sử dụng được. Hôm nay mình sẽ vào đây mình sinh tồn ha. Thì mình đem theo dụng cụ hỗ trợ thì duy nhất một cái con dao thôi. Ở đây thì mình có đem theo pin sạc dự phòng, dây sạc nè, để sạc pin máy quay, và một cái điện thoại. Ở mé bên kia có con suối nhỏ mọi người. Bây giờ nó vẫn còn chảy gốc gách nha, vẫn còn có nước để uống. Mình sẽ tự tìm thức ăn, tự tạo ra lửa luôn. Và chỗ ở thì mình sẽ sửa lại chỗ ở này. Nước uống thì mình có con suối đằng kia nha. Mình sẽ vào trong rừng này làm cái thử thách sinh tồn, sống hàng ngày trong đây nha. Trước tiên thì mình sẽ sửa sang lại cái chỗ ở của mình đã. Xong rồi sau đó mình sẽ tạo lửa, rồi mình sẽ đi tìm kiếm thức ăn sau nha. Theo hiện tại mình thấy thì nó đã sập đổ hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ quét dọn lá cây chỗ này, rồi lượm nhặt những cái cây mà nó rớt ở dưới mình gác lại nha mọi người. Ở đây mình thấy có dấu vết của thú rừng nó ăn cái cây nó đây nè. Mấy con thú rừng nó ăn mấy cái hạt này, nó xả đây nè mọi người, có thể là chồm á. Lúc trước thì những cái khớp nối này nè mình cột bằng dây leo á, đây nè, bây giờ chắc nó cũng khô một hết rồi. Mình sẽ dùng dây mới để mà cột lại nha. Cộng dây leo này chắc lắm, không có đứt nối đâu. Ở đây thì mình dùng những sợi dây leo nhỏ để mình buộc cái vạt mình lại nè. Ở đây có những sợi cũ thì nó đã bị mục nát rồi, những sợi cũ thì nó rất bị mau hư mọi người. Mình dùng sợi mới mình buộc lại nha, sợi mới nó rất là dai nhưng mà nó không có bền thôi. Sao hồi nãy giờ thì mình đã cơ bản sửa được cái nền rồi mọi người ơi, bây giờ có thể nằm được rồi đó. Đây mình thì chỉ cố định bằng những cái sợi dây này thôi nha, bởi vì thì nó cũng tương đối chắc à, chứ nó không có kiên cố lắm đâu, lúc đắt được. Bây giờ mình có thể nằm được rồi đó. Thoải mái.
à, hơi nắng ha. Cái sàn thì đã hoàn thành, giờ tiếp theo thì mình sẽ làm cái mái che cho nó. Cái mùa này thì không có mưa, bởi vì mình làm một cái mái để che sương che nắng thôi. Mình sẽ lợp thảm lá cây lên thôi nha mọi người. Mình đã làm xong cái phần khung của cái mái rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi chặt một ít lá cây về để phủ lên cái mái vòm này nha. Mình đi cắt mấy tàu lá chuối rồi mọi người. Gom mấy tàu lá chuối về lập lá nha, lập mái nhà. Ở đây thì nó có bụi cây đủng đỉnh nè, để chống đói thì mình có thể chặt lấy cái củ hủ của cây đủng đỉnh này ăn được đó mọi người. Mình đã hạ được cái cây đủng đỉnh xuống rồi kìa. Mình sẽ chặt lấy cái phần củ hủ ở chỗ cái ngọn của nó, còn cái thân của nó. Đây là cái thân của nó, thì mọi người sẽ xem. Ở trong này có một lớp phấn nè, mình cạo đó. Mọi người thấy nó như bông gòn không? Cái này mình sẽ làm bùi nhùi nha. Cái này nó bắt lửa rất là tốt. Đây, mình đã lấy được cái củ hủ non của cây đủng đỉnh. Mời mọi người nha. Thật là ăn cái này vô nó sẽ đỡ đói đỡ khát dữ lắm á. Giòn, ngọt. Đã. Có ai nói cây đủng đỉnh ăn ngứa chứ thật ra ăn nó, mình ăn mấy lần rồi mà không thấy nó ngứa. Có cái trái của cây này thì nó ngứa dữ lắm. Trái đủng đỉnh á. Rồi bây giờ mình sẽ tạo lửa bằng cái tre nè mọi người. Đây mình có chẻ một cái dây tre nè, mình sẽ để vô đây mình kéo thử cho mọi người xem nha.
đứt đứt rồi, dễ đứt rồi. Giờ mình làm một dây thứ hai coi mọi người. Mình thấy là nó đen rồi đó, nó nóng rồi đó, mà do cây tre này của mình nó mỏng quá sao mình đứng cái nó gãy luôn. Còn cái cọng dây đây nè, cái cọng dây thì nó cũng cháy đen rồi nè mọi người, nó cũng đứt nữa. Để mình làm lại lần nữa nha. Rồi ok, tiếp tục cái lỗ mới, cộng dây mới. Để mình thử mình kéo coi nó cháy ra lửa hay không nha. Đó, xịt khói. Cháy không? Cháy không? À, cháy rồi. Cháy rồi mọi người ơi. Đó. Wow. Lần thứ ba đã thành công. Yeah. Lấy cục than cho vô vừa nhồi nè. Đây. Yeah, cháy rồi. Yeah, củi lửa vô. Cái mà miếng mà xốp mình lượm được này nó bắt lửa dữ lắm. Ok, bỏ củi vô.
Yeah. Đặt cái cục này để dành xài nữa, để trái hết uổng. Cuối cùng cũng đã có lửa. Đây là cái lần đầu tiên mà mình tạo lửa bằng cách này đó. Sau lần thứ 3, hai lần đầu thì thất bại do em bị đứt cọng dây á. Lần thứ 3 mình cũng đã rút được một số kinh nghiệm. Mình khoét cái lỗ với ba dớ cho nó to, khiến nó lên, dễ cho ba dớ lên á. Cuối cùng cũng đã thành công. Trong vòng chưa đầy 10 phút mọi người là cháy lửa nha. Cách này mình thấy rất là đơn giản luôn á, rất là nhanh nữa. Bây giờ thì lửa cũng đã có, mình đợi cho cái cây củi kia nó cháy, rồi mình sẽ rút mấy cây tre ra, cháy mấy cây củi bự là được rồi. Mình sẽ đi đặt một vài cái bẫy để mà bắt thú rừng nha. Mùa này thì cá với cua không có đâu, bởi vậy mình bắt buộc phải đi săn thú rừng rồi để kiếm đồ ăn nha mọi người. Tối nay chắc tạm thời mình sẽ ăn cây đũng đỉnh với cây chuối này. Chiều nay mình đặt bẫy, rồi sáng mai mình sẽ thăm kết quả coi có con nào dính hay không nha. Bây giờ thì mình sẽ đặt một cái bẫy ở đây mọi người. Ở đây có một cái khe nè, có thể con vật con thú cho nó hay đi lọt vào mấy cái khe này nó kiếm ăn á. Mình sẽ làm một cái chặn đường ở đây, nó đi ngang nó sẽ dính. Đây là bẫy đập nha. Mệt quá làm đôi luôn. Đó. Đó. Mình vừa đặt được cái bẫy về nè mọi người. Đống lửa này thì mình sẽ nghiên cứu để cho nó gần cái chòi của mình, để tối nay ngủ cho ấm nha. Cái này thì mình có chỗ để chia xương rồi. Mình làm hơi cao nha, hơi cao thì nó không được ấm cho lắm á. Mà kệ, có chia xương cũng đỡ. Chắc không sao, tối nay để đống lửa kế bên là ấm cúng rồi. Giờ mình sẽ làm cái bếp lửa ngay chỗ cái lò, ngay chỗ cái chỗ mình nằm luôn. Trời thì cũng đã tối, bụng mình thì cũng rất là đói, nhưng mà không sao. Ở đây mình có cây chuối rồi à, cái cây này mình ăn được mấy ngày luôn nè. Cây chuối này nó vừa có nước mà nó vừa có khoáng chất, có năng lượng nữa. Thay vì mình uống một ngụm nước thì mình ăn một đoạn chuối này nó bổ sung năng lượng nhiều hơn. Chẳng những cây chuối này nó có nước mà nó còn có khoáng chất này kia nữa đó. Đống lửa thì ngoài kia tí xíu nữa mình sẽ dờ vô trong đây. Mình đã có chuẩn bị một đống củi to, dự kiến là sẽ cháy được tới ngày mai luôn đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ xẻ chuối ra ăn nha. Đây nè, thân cây chuối nó mọng nước lắm mọi người, nhiều nước lắm nha, nước kinh khủng. Rồi, mời mọi người ăn chuối nha. Rất là mọng nước luôn. Nó thơm mùi cái chuối, hơi chát chát chứ. Mình bỏ cái bã này, hút cái nước nó thôi.
quá đã. Cái phần lỗi ngon ở giữa thì ăn nó ngon hơn nha, nhưng mình ăn ngoài trước, từ từ ăn vô tới dòng. Bây giờ thì mình đi ngủ mọi người ơi, hôm nay cũng mệt rồi đó. Hôm nay thì mình đã làm được một cái nhà, sửa lại cái sàn, chỗ ngủ thì đã hoàn thành rồi. Để mình quay chỗ ngủ cho mọi người xem. Nó cái mái che ở trên cái mái vòm của mình đó, đẹp rồi ha. Lửa thì cũng đã có, mình đã dời cái bếp lửa vô kế bên mình nè, để tối ngủ cho nó ấm á. Bây giờ chỉ còn thiếu một thứ, đó là đồ ăn thôi. Đồ ăn thì mình chưa có, mình thì ăn tạm đỡ thì chuối với củ hủ đụng đỉnh, cũng chắc cũng sống sót qua tạm đêm nay được. Ở phía dưới chừng núi, xa xa phía chừng núi thì có ánh đèn nha mọi người. Hiện tại mình đang ở trên độ cao rất là cao nha, khoảng 700-800 mét á. Xung quanh thì một màu tối thui, xung quanh thì tối thui đen xì lì. Cũng may là có đống lửa ấm áp như vậy hả, tối thì mình đốt lửa lên thì không có con muỗi nào hết trơn á. Rồi mình ngủ thì tối thầm lâu lâu châm củi vô. Đây, củi một đống rất là to ha. Ôi, bây giờ mình đi ngủ. Hy vọng là ngày mai cái bẫy của mình nó sẽ dính được cái con gì đó, để mà có thể có một tí năng lượng nha. Rồi, bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Lạnh quá mọi người ơi, bây giờ là 4 giờ mấy rồi nhưng mà lửa mình tắt rồi mọi người ơi. Bây giờ là 4 giờ mấy rồi, gần sáng sao trời trở gió quá, lạnh quá mọi người. Tối này mình ngủ mê quá, mình sơ ý, mình không có canh đống lửa, bây giờ nó tắt queo luôn à. Bây giờ thì đợi tí xíu nữa trời sáng thì mình mới thấy đường, mình đi kiếm mấy cây tre nha, để mà mình kéo lửa tiếp. Hồi chiều những cái cánh cành tre mà nó uốn cong được, nó dẻo dẻo á, mình đem mình đốt hết trơn luôn rồi. Giờ cố gắng ngồi đây vượt qua cái cơn lạnh này chút xíu. Những cái nhánh tre dẻo là những cái nhánh tre mà mới vừa chết đó mọi người. Còn những cái cây tre mà chết khô cũ lâu rồi á, nó rất là giòn luôn, không có kéo lửa được. Nắng lên thì đã đỡ lạnh rất là nhiều rồi, lửa của mình thì đã tắt rồi. Bây giờ thì mình sẽ đốt lửa lại, thăm mà khoan, bây giờ mình sẽ đi thăm cái bẫy của mình đặt hôm qua cái đã, coi có con dính cái con vật gì hay không ha. Xong rồi nếu mà có thì mình đốt lửa lên, mình nướng nó luôn. Hy vọng là sẽ có được mồi. Là tay trắng trở về mọi người. Giờ thì đói bụng, giờ mình còn chuối, đây khúc đọt đủng đỉnh nữa. Giờ mình ăn tạm chuối vô đủng đỉnh nè, bụng thì cũng đói lắm rồi. Đi chặt một số cái cọng dây rừng đó để mình làm thêm cái bẫy thòng lọng. Đặt càng nhiều thì cái hiệu suất dính bẫy nó càng cao mọi người. Ở trong rừng này cũng có gà rừng nữa, mình sẽ đi đặt bẫy gà nha. Lửa thì mình từ từ mình tạo lửa cũng được, tại vì bây giờ mình cũng không còn lửa để sưởi ấm, cũng không có đồ ăn để mà nướng ăn nữa. Vậy thôi nha, lửa thì để chiều chiều mình tạo lửa nha. Bây giờ mình sẽ ưu tiên đi đặt bẫy. Đây là hang của mấy con vật gì ta, yeah.
chắc là hang chuột quá, nó đào ra nè mọi người. Mọi người có nghe tiếng gà gáy không? Mình sẽ đặt bẫy ở trong cái khu vực này nha. Đó, gà đó mọi người. Gà mọi mình vừa đi đặt bẫy vừa tìm xem có trái cây rừng không nha mọi người. Đây rừng thì cũng nhiều cây cối lắm á, tìm thử coi có trái cây gì không, mình ăn đỡ đói cũng được nha. Ở đây mình lấy sử dụng những cái sợi dây leo nè để làm bẫy nha. Sợi dây này nó dẻo lắm, nó chắc lắm nè. Mình sẽ làm một cái bẫy thòng lọng. Mình đã hoàn thành xong được một cái bẫy để mà có thể bẫy gà nha mọi người. Ở đây thì mình có thắt một cái thòng lọng nè. Trên đây thì có một cái cây đòn để làm cái cây cung. Nó có cái dụng là kéo cái sợi dây này lên. Cái sợi dây nãy thì mình đập cho nó dập ra thì nó mới dẻo được nha mọi người, nó mới chắc nha. Ở đây có cây cò nè. Ở đây có cây đạp. Khi mà có con vật gì đó nó đi vào trong đây, nó đạp lên đây, cái cây đạp này nè, đạp lên ví dụ nha, đó thì cái thòng lọng mình sẽ siết lại, thòng lọng mình sẽ siết lại. Và nó sẽ bắt được nha mọi người. Đó, nguyên lý hoạt động nó là như vậy đó. Bây giờ mình sẽ cố gắng đi bạc đặt thật là nhiều bẫy như thế này để xem có bắt được con gì hay không nha. Mấy cái sợi dây leo này thì mình phải lọc cái vỏ nó ra. Cái sợi này nó dẻo lắm mọi người, chắc lắm nè. Chắc cực kỳ luôn á. Không bao giờ đứt được. Cực siêu chắc. Tiếp tục mình làm một cái bẫy nữa nha. Hiện tại thì mình đã đặt được 4 cái bẫy rồi mọi người. Ở đây có những cây chuối nè, nhưng mà nó bị sóc, bị chuột nó ăn hết trơn rồi. Những cái buồng chuối ấy, mình thấy nó trụi lũi rồi. Ở đây mình vừa làm xong một cái bẫy đập nha mọi người. Mình làm ngay chỗ ở đây có cái khe nè, có cái đường đi của nó nè, khe đá nè, hai bên có hai cục đá, giữa có một cái khe, có thể là con chuột hoặc cái con gì đó nó đi ngang cái chỗ này, nó đạp lên cái cây này đi ngang, nó bước qua đó, một cái đùng vậy là bắt được con vật nha. Này mình sẽ làm thêm vài cái nữa. Mình vừa làm đây thêm một cái nữa nè mọi người, cũng ngay cái khe này luôn nha. Hy vọng là ngày mai sẽ có con gì đó để ăn. Hồi nãy giờ mình đi đặt mấy cái bẫy xong rồi mọi người. Bây giờ mình tiếp tục tạo lửa nha. Trời sắp tối rồi, nãy giờ mình lu bu làm mấy cái bẫy quá. Đây thì cây tre mình có khoét một cái lỗ. Với một cái rãnh nè. Mình cạo lớp vỏ ngoài, lớp vỏ ngoài nó cứng lắm, chà nó không có ra lửa đâu. Còn cái kéo này cũng làm bằng một thanh tre mỏng luôn. Đây, mình uống lại cho nó dẻo qua nè.
Bây giờ mình để cho mình kéo nha. Mỏi quá. Nãy mình kéo được miếng nó hơi đen đen nè. Mình hết nổi mọi người. Mình kéo lại nha. Thứ ba trước khi kéo mình phải uống dẻo vào nó chứ thôi nó gãy á mọi người, uống nó cong. Cái chỗ hồi nãy mình kéo thì nó trái đen rồi nè, nhưng mà nó chưa ra lửa nha. Giờ mình tiếp tục. Trời cũng đã tối rồi mọi người ơi, chiều giờ mình để dưới đất mình kéo nha. Bây giờ mình đổi kiểu một xíu. Giờ sức lực mình nó yếu quá rồi. Giờ mình làm cái thế đứng này đi cho nó đỡ mỗi chân mỗi lưng của mình ha. Giờ mình cột cho nó lên gốc cây à, mình kéo nó nằm ngang luôn. Bây giờ mình cột cho nó lên gốc cây luôn. Thử để trên gốc cây gì kéo coi nó có khỏe hơn không, mau vào lửa hơn nha. Cải tiến chút xíu. Rồi bây giờ mình tiếp tục chà lửa nha. Mà bây giờ mình không có để dưới đất nữa mà đem lên cây mình để luôn rồi. Dưới đất mình khom lưng mỗi lưng quá mọi người ơi. Mình gắn lên trên cây mình đứng mình kéo cho nó khỏe nha. Thôi ôi rồi cháy rồi.
Để gì khó lấy cục hàng quá, không có đổ ra được. Sợ rớt cục hàng quá. Khỏi quá. Cháy rồi mọi người ơi. Hôm nay mình chủ quan quá mọi người. Mình cứ nghĩ là tạo lửa rất là dễ. Như hôm qua mình kéo lửa có chút xíu à, là cháy rồi. Bởi vì mình đợi đến chiều á mình mới kéo lửa lận. Ai dè kéo mấy quận nó không có cháy. Do sức lực mình nó yếu rồi đó. Hôm qua nay sinh tồn mà mình chưa có gì ăn hết trơn. Bởi vì mình kéo không có nổi. Kéo tí xíu lỡ mỏi tay. Bởi vậy nó không có hiệu quả như là cái bữa đầu tiên. Thành ra tới bây giờ tối thui luôn nè. Lửa nó mới cháy. Mình chủ quan quá. Hôm qua nữa vậy. Hôm qua cũng vậy nữa. Hôm qua mình cũng chủ quan quá. Lúc tối ngủ á, mình không có đút mấy cây củi to vô đâu. Mấy cây củi nhỏ nhỏ mình thấy nó còn cháy. Bởi vì mình cứ để cho nó cháy. Mà nó cháy thì nó mau tắt quá. Lúc đó mình ngủ quên. Bởi vậy hồi nửa đêm nó tắt hồi nào mình không hay. Gần tới sáng lạnh quá mình mới tỉnh dậy mình mới biết. Hôm nay mình có để củi to sẵn luôn nè. Để củi bự vô. Hôm qua thì mình có đặt bẫy mà cũng không có dính con gì mọi người. Hôm nay thì mình có làm thêm mấy cái bẫy hồng lọng. Không biết là ngày mai có dính được cái gì hay không ha. Hơn một ngày rồi mình chưa có cái gì để ăn á, ngoại trừ những cây chuối và những cây đúng đỉnh hết trơn á. Bây giờ có lửa là rất là mừng rồi. Không có gì quý giá bằng ngọn lửa vào lúc đêm tối á mọi người. Tạo lửa sớm sớm tí xíu, lúc đó còn sức khỏe. Để tới chiều kiệt sức rồi, đói bụng quá đói rồi, lúc đó là sức lực mình nó yếu lắm. Thôi bây giờ mình cũng xin phép đi ngủ nha. Tấm lửa này phải quyết tâm giữ lửa. Lửa còn thì người còn, mà lửa mất thì mình đốt lên, mình kéo lửa tiếp. À, quá là ấm luôn. Thôi bây giờ mình đi ngủ nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Chào buổi sáng tất cả mọi người.
Tối hôm qua thì nhà có đống lửa ngủ thì không có bị lạnh nha mọi người. Hôm nay đã là ngày thứ hai mình sinh tồn ở trong rừng rồi. Hiện tại thì sức khỏe đã bị giảm sút nhiều mọi người. Hai ngày mình chưa có ăn cái gì á, chỉ ăn tạm cây cối rồi này kia thôi à. Bây giờ cảm thấy rất là đói bụng luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi thăm những cái bẫy nha, xem có dính con gì hay không. Bây giờ thì mình bắt đầu đi thăm bẫy nè mọi người. Trước tiên thì mình thăm mấy cái bẫy đập trước nha, xong sau đó mình sẽ đi thăm cái bẫy thầm lọng. Ở đằng đây mình có đặt một cái nè mà nó không có dính, bẫy còn y nguyên mọi người. Giờ mình phá cho nó đập xuống luôn nha. Mình phá cho nó đập xuống luôn, tại vì hôm nay là cái ngày cuối cùng mình ở trong rừng rồi, bởi vì mình không có gai nữa. Mình tháo luôn. Tiếp đến thì mình sẽ đi qua cái bẫy thứ hai. Ôi dính rồi mọi người ơi. Ôi cái bẫy thứ hai dính rồi mọi người ơi. Đó, dính rồi. Mấy cái cảnh này mình không có quay cận cảnh cho mọi người xem được nha. Yeah, có đồ ăn rồi. À, sao ruồi nhộng nó bu rồi, không lẽ chết lâu rồi ta. Mình mới đặt hồi chiều hôm qua mà. Đây, cái bẫy thứ hai thì dính đây được một con chuột nè mọi người. Như vậy có đồ ăn rồi. Cuối cùng mình cũng đã có đồ ăn rồi. Ở dưới đây còn hai cái nè, để mình xuống coi có không nha. Cái bẫy cuối cùng, thất vọng quá mọi người ơi. Sao mình thấy nó bật rồi nè, nhưng mà không có dính con gì hết trơn á. Wow, quá thất vọng. Ở đây thì có một loại cây, cây này cây dâu nè, dâu gừng á, mọi người thấy bông không? Có mấy cái leo ngoe ở trên ngọn nữa kìa. Đây nè, chưa đúng mùa nó chín ha. Mình đi hơi sớm, mình đi trễ xíu nữa là có dâu gừng ăn rồi. Bây giờ sau một đêm đặt bẫy, bây giờ sản phẩm mình có được một con chuột. Bây giờ mình cũng kiệt sức quá mọi người ơi. Ở chỗ này thì toàn là đồi núi không à, mình phải đi lên leo đồi leo núi đồ này kia. Thật sự bây giờ mình đuối sức quá. Bây giờ mình sẽ quay trở về chế biến cái con chuột đó rồi nướng lên ăn luôn nè mọi người. Đây là cái con suối, nó ở gần cái nơi mình trú ẩn nè. Khi mà khát nước thì mình có thể ra đây mình uống nha. Suối này uống trực tiếp luôn cũng được nữa, tại nó sạch nó trong dữ lắm. Ngọt. Ngon. Mình đã về tới nhà rồi mọi người. Cái củi mình vẫn còn cháy nha. Đây, con chuột sau khi mần được, bây giờ mình sẽ thổi lửa lên, mình nướng nó luôn nha.
Đây, cái con chuột nướng của mình thì nó cũng đã chín rồi. Bây giờ mời mọi người cùng với mình thưởng thức nha. Chuột chín rồi mọi người ơi. Thơm. Phép mọi người mình làm cái đùi nha. Đây là cái bữa ăn đầu tiên ở trong rừng của mình sau 2 ngày luôn. Hôm nay thì mình không có cái món gì để ăn hết trơn á. Chung là tới bây giờ hiện tại mình cũng rất là đuối sức rồi đó. Cũng may mắn là bắt được cái con chuột thì mình mới có đồ ăn nè mọi người ơi. Ăn có sức thì mình có thể leo xuống núi trở lại rồi nha. Bây giờ mình cũng đã hoàn thành cái thử thách rồi đó. Đã hơn 2 ngày mình sống ở trên đây rồi. Nó không có gia vị, không có gì hết á. Ăn thì nó nhạt rồi. Nhưng mà đây là cái bữa ăn ngon nhất của mình nữa. Đây mình làm tiếp một cái đùi nữa mọi người ơi. Đùi thịt quá chừng thịt luôn, ăn quá là đã. Hai cái đùi trước nó không có thịt nhiều bằng hai cái đùi sau. Mặc dù nó không có gia vị hết nhưng mà mình cũng thấy ngon nữa. Ngon nhất từ bữa tới giờ luôn á. Bây giờ thì cũng đã đủ 48 giờ rồi mọi người. Được 50 giờ luôn rồi đó. Mình đã hoàn thành được thử thách 2 ngày sinh tồn ở trên đây nha. Ở đây thì mình có cắt được một cái mái che tạm nè, che nắng, che sương được. Cũng đã vượt qua được 2 ngày. 2 ngày này thì mình không có kiếm được đồ ăn nhiều mọi người. Hôm nay ngày cuối cùng mình chỉ bắt được một con chuột thôi nha. Nói chung là cũng đủ sức mình vượt qua được 2 ngày trên đây. Hiện tại thì bây giờ cũng có đủ năng lượng rồi. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc clip nha. Mình phải leo trở xuống dưới núi. Hiện tại ở trên núi rất là cao. Cái mùa này là cái mùa khô, bởi vì tìm kiếm thức ăn trên đây khá là khó luôn á. Nhưng mà cuối cùng cũng đã hoàn thành được thử thách rồi. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Nếu thấy hay thì mình xin một like và đăng ký kênh nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những clip khác.